Hải đảo thân yêu, sáng tác thơ của Thượng tướng Phan Trung Kiên, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đọc tại buổi giao lưu cựu chiến binh Trung đoàn 312 Gia Định, chiến sĩ nhỏ thiếu sinh quân miền Đông Nam Bộ và hậu vệ giải phóng quân Hóc Môn và Điểm Đức Hòa, cùng tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ tại Sở Chỉ huy Trung đoàn Gia Định, phổ nhạc và viết lời ca cổ hàng sĩ Trần Trí Trung, trình bày nghệ sĩ Thanh Sử. Mênh mông biển cũng mênh mông,
ngôi thiêng liêng giống lạc hồng. Đừng gian kiếp sử rằng lễ nguyện, quân đội tâm lăng ám bài dòng, quân đội tâm căng ám bài dòng. Khi tập trung mọi nguồn lực đối phó với kẻ thù hung tàn, nhân cơ hội ấy quần đảo biển đông bị dòm ngó thăm dò. Hoa đẹp tất nhiên thích sừng tò mò, thuyền gỗ của ngư dân đánh cá quanh quần khu Trường Sa Hoàng Sa. Biển giả mênh mông sông gió ngút ngàn, bị tàu cao tốc vũ trang rượt đuổi. Lối về cảng rồi ra giá đôi tiền chuông, tiền nghi như mau mau chảy ruột mềm. Dân tàu thuyền đi biên, láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài tới tương lai. 16 chữ vàng nghe rất êm tai, ốc lão nhỏ xíu vì sao mà tranh chấp. Mỗi bất đồng căn cứ hiến chương liên hiệp quốc, không nên thể mạnh chung nguyên quân đảo Trường Sa Hoàng Sa, thuộc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoàng lý. Lịch sử minh chứng rõ ràng, 16 chữ